Thanh Hóa bị tai nạn giao thông phát hiện người mắc COVID-19. Trưa nay mùng 7 tháng 7, thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết vừa phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Thường Xuân sau vụ tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, bệnh nhân là nữ 46 tuổi, trú tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó ngày mùng 3 tháng 7, bệnh nhân đi từ huyện Tiên Du, Bắc Ninh về Thanh Hóa. Bệnh nhân di chuyển bằng xe khách của nhà xe Hiền Lan. Khi về đến thị trấn Thường Xuân, bệnh nhân dùng xe máy để về nhà. Tuy nhiên, trên đường di chuyển thì bị tai nạn giao thông và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân. Do có lịch sử đi về từ tỉnh có dịch trở về, nên nữ bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào sáng nay mùng 7 tháng 7. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo CDC phối hợp với huyện Thường Xuân thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch. Khẩn trương truy vết, cách ly ngay những người liên quan đến bệnh nhân, đồng thời thực hiện các biện pháp khử khuẩn khu vực liên quan. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đang khẩn trương thông báo cho các đơn vị liên quan để truy vết các F1, F2 thực hiện cách ly theo quy định.